Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình để chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình, các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay bên em giới thiệu với các bạn là chiếc iPad nhé. Thì hôm nay nhà mình về được con iPad mini này. Con này thì hôm nay mình vừa thâu lại của khách nhé. Đấy, thâu lại của khách này. Nói chung là hôm nay thì bên em lại vừa thâu lại của khách con này xong. Đấy. Đây, nhà này khách này cũng có trẻ con, kiểu nhà người ta cũng có trẻ con dùng ấy. Nhưng mà người ta cấm trẻ con dùng, đâu là người ta gì nhỉ? Đâu là người ta thanh lý lại cho bên mình. Đấy. Con này thì là nhà người ta là có trẻ con dùng này. Đây, trẻ con cũng rơi phá. Đây, họ dán băng dính này. Chỗ này còn dán băng dính này. Đấy, chỗ này còn dán băng dính nhá. Chỗ này còn dán băng dính để cho nó đỡ miếng vỡ này. Đây. Thứ nhất là vỡ kính này, thứ hai là bị chảy mực màn hình này. Đấy. Nhưng mà dùng vẫn ok nhá. Đấy, con iPad này là iPad, mình sẽ xem là iPad gì các bạn nhé. Mini 1 thì sao ấy. Con này là iPad mini 1 các bạn nhé. iPad mini 1 con này là bản Mỹ này. Đấy, tất cả là dùng bình thường đấy. iPad mini 1 con này là dùng bình thường nhé. Đấy. Bạn nào muốn nhu cầu con này thì mình sẽ thanh lý với giá các bạn là cực kỳ là rẻ thôi. Bạn nào muốn nhu cầu mà cứ để thế này về cho mua cho các em nhỏ dùng được chẳng hạn này. Hoặc là các bạn mua về gì nhỉ? Các em nhỏ dùng này, thứ hai là các bạn mua về gì nhỉ? Mua về cho các em nhỏ dùng này để xem phim nghe nhạc đây. Khách cũng đang xem phim bình thường đây. Đấy. Vẫn xem rất là ok. Này, vẫn xem ok đây. Đấy. Đấy, iPad mini mini 1 đấy, xem thì vẫn ok nhá. Đấy. Tình trạng là bị vỡ kính màn hình và bị chảy mực ở đây này. Đấy, các bạn xem phim rất là ok rồi. Các bạn mua về cho các em nhỏ xem phim cũng được nhá. Đấy, hoặc là chơi game cũng được. Đấy. Nói chung là bị vỡ thì vẫn là chơi game xem phim được đấy. Đấy. Vẫn quay phim, các bạn làm bài phim quay phim chụp ảnh vẫn bình thường. Này. Tất cả chức năng hết bình thường hết đây. Vẫn là quay phim chụp ảnh bình thường các bạn nhé. Đấy. Đằng trước thì là bị dán mất keo đâu mà không nhìn thấy đoạn này. Các bạn có thể là về đi thay cảm ứng lại được. Thay cảm ứng dùng hoặc là thay một cái màn để rẻ này dùng được các bạn. Tại vì bên mình thì không. Bên mình thì không sửa chữa các bạn nhé. Còn iPad mini 1 này thì là bên mình sẽ thanh lý bạn với giá là 600k nhé. Đấy, mình sẽ bán cho các bạn với giá là 600k. Cho các bạn mua về xem phim nghe nhạc nhé. Rất ok. Con này là bản đây, con này là bản có sim hay sao đây. Này, bản con này thì bản có sim này. Đấy, bên này bản có sim nhé, con này thì bản có sim nhé. Sim thì mình cũng chưa test thử luôn. Đó, mình mua mình bán cho tình trạng các bạn như này luôn. Nút nguồn thì nó hơi bị cứng liệt nhé. Nút nguồn này thì nó đang bị liệt. Đấy. Nói chung là các bạn dùng nút home ảo cũng được nhé. Các bạn có thể dùng nút home ảo để điều khiển thao tác cũng rất ok nhé. Con iPad mini 1 này, con này là phiên bản gì nhỉ? Wi-Fi 3G. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 600k. Đấy. Cho các bạn mua về xem phim nghe nhạc, hoặc các bạn mua về các bạn thích đẹp đi tự sửa được các bạn nhé. Bên mình không sửa chữa. Mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu gì nhỉ? Gì nhỉ? Sorry các bạn là 600k nhé. iPad mini 1 này. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại hôm nay thì mình thâu được gì nhỉ? Con chiếc Samsung J7 Pro. Đấy, hôm nay buổi tối ngày hôm nay. Bóc luôn này ra cho mình. Con này là Samsung J7 Pro, con này hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong các bạn nhé. Đấy, J7 Pro. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là khách cũng báo với mình là thay tình trạng là khách cũng là thay màn OLED loại 2 nhé. Này, con này thì là màn cũng khách cũng đã thay màn OLED loại 2 rồi. Con này là bản công ty nhé. Con J7 Pro này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Pin con J7 Pro này, pin này pin 3K6 các bạn nhé. Pin này là pin 3K6 này. Phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này là khách đã thay màn hình là loại 2 nhé. Ngoại hình con này thì còn độ 90%. Con J7 Pro này thì là bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.400.000 nhé. Đấy. Con J7 Pro màu gold này bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.400.000. Đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro màu gold này, các bạn liên hệ hàng này sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp ý, thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số thoại mình đây. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu, trao đổi và mua bán. Đấy. Và thanh lý nhé. Đấy, để trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu, trao đổi và mua bán.
và ở xa bên mình có sức, bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn phải cọc trước cho mình 50k, 100k và 200k tiền phí ship. Còn thì các bạn là chuyển khoản trước thì mình sẽ fry ship cho các bạn đấy, Z7 Pro nhá. 1.400k nhá. Con này thì là khách đã thay màn OLED loại 2 nhá. Đấy, 1.400k cho các bạn nhá. Đấy, Z7 Pro này dùng rất là sướng, pin rất là trâu bò. Đấy, con này thì mình quên mất chưa nói tình trạng con này thì là khách cũng đang dùng bình thường. Nhưng mà cái iCloud là khách bị quên nhá. Này. iCloud thì khách cũng dùng bị quên. Các bạn có thể là này, các bạn có thể là cũng nói chung là các bạn về cũng phá được nhá. Nói chung là iCloud quên này các bạn cũng phá bình thường nhá. Máy mà đang dùng bình thường này thì nó vẫn phá bình thường nhá. Đấy. Này. Đấy. Con này 6 lít thôi, cho các bạn về xem phim nghe nhạc hoặc là nhà các em nhỏ chơi game này cũng được nhé. Không sao cả. Đấy, đỡ quấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được con này là con Samsung Z3 2016 đấy. Z3 2016 đây. Con này thì lâu lắm hôm nay mình thâu lại con này thì là khách dùng rất là dữ ạ. Z3 2016 đấy ạ. Đấy. Con này thì là máy zin nhất này, máy zin nguyên bản luôn. Con Z3 2016 này thì là máy zin nguyên bản. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Con Z3 2016 này, con ngoại hình rất là đẹp này. Đấy. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng. Tuy là ra đời 2016, thứ nhất là pin liền. À sorry các bạn, pin rời các bạn rất cực kỳ là dễ thay. Và thứ hai là máy zin nhé. Và thứ ba là cái độ nhanh nhạy của nó ấy. Nó không như cái sản phẩm mà Oppo hay là Redmi hay là Xiaomi. Dùng vài năm hay bị đơ, bị chậm. Nhưng mà dùng Samsung các bạn, thật các bạn, Samsung họ thiết kế từ cái chip cái RAM rất tuyệt vời. Không phải chê của hàng Samsung luôn. Quá là ok, tuyệt vời. Đấy. Con này thì là 1 triệu đồng nhá. Con này thì là màn hình là Sumo Olympus nhá. Không phải màn hình là LCD nhá, còn màn hình OLED nhá. Đấy. Đấy, Sumo OLED này. Đấy, màn hình xịn luôn. Màn hình xem phim rất trong trẻo nhá. 1 triệu đồng Z3 2016 này các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z3 2016 này các bạn tài mình là sớm nhất nhá. Và buổi ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con một Nokia 105 này nhá. Nokia 105 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 200k nhá. Đấy, hôm nay thì bên em lại về được một con Nokia 105 này. Các bạn là một máy phụ nghe gọi hoặc là vùng cao các bạn là một máy phụ nghe gọi rất ok. Đấy. Thì các bạn có thể là đặt hàng mình ship nhỉ. Tiền ship các bạn tự chịu nhá. Con này thì mình sẽ tặng các bạn là sạc mới và pin mới. Còn tiền ship các bạn tự chịu nhá. 200.000 thôi các bạn, rất là rẻ. Con Nokia 105 này các bạn nhá. Con này là một sim nhá. Đấy, thì năm 2020 thì nhiều thì các bạn cũng hỏi mình có đi mua điện thoại online không, thì các bạn là nên đi mua hàng online, thì mua hàng online thì các bạn mua được những giá rẻ. Nói chung là giá rẻ hơn với các ở shop lớn. Đấy, nói chung là giá rẻ hơn shop lớn, mình khẳng định với các bạn như thế. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay lại mình lại về tiếp tục được hai con này là hai con Oppo gì nhỉ? A3S thì hôm nay bên em lại về được hai cây này. Đấy, A3S thì hôm nay bên mình lại về được hai cây. Thì là hai con này thì đều là phiên bản là RAM 2GB. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB nhé. Đấy. Oppo A3S thì đều là phiên bản là RAM 2GB. Đấy. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì là màn hình là tràn viền 6 inch hơn 6 inch. Đấy, màn hình là tràn viền 6 inch hơn 6 inch. Độ phân giải màn hình của nó là gì nhỉ? Sorry các bạn. Màn hình tràn viền hơn 6 inch. Thì là màn hình pin con này thì là pin hơn 4000 các bạn nhé. 4030. Đấy, thì con A3S này các bạn cũng đã rõ rồi. Nhà mình nay về được tiếp tục là hai cây màu đỏ này. Cây này thì là vỏ cũ phẩy theo thời gian, 1.500k. Và cây này thì là hình thức còn khá đẹp hơn này. Con này là 1.600k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3S này các bạn đi hàng sớm nhất nha. Con này thì là 1.500 và đây 1.600k. Pin là toàn là hơn 4000 nhé. Các bạn dùng thì tuyệt vời luôn, Oppo A3S này. Mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là người yêu, bà xã rất ok ạ. Hoặc là các bạn nhỏ đi học các kiểu rất ok các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3S này các bạn nhá, hàng mình sớm nhất nhá. 1.500 và 1.600k. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con A5 2016. Con A5 2016 này thì là con này là bản công ty các bạn nhá. Đấy, con A5 2016 này, con này là bản công ty, hai sim hai sóng, thì con này hàng cực kỳ là hiếm. Con này là ngoại hình còn 85-90% nhá. Đấy, máy cũ rồi thì bên mình không gì nhỉ, cũng nói chung là nói đến 90, từ mình chỉ nói quanh từ 90, hơn 90 một tí thôi. Còn mà đạt 99% thì mình cũng gì nhỉ, nói chung là cũng không thể tránh được vết xước xác các bạn nhé. Máy cũ không tránh được. Đấy. Mình chỉ khẳng định các bạn từ 85 đến 90% thôi. Còn 99% thì nó hơi quá các bạn nhé. Đấy.
Đấy ạ. Con này là con gì nhỉ? Con này là con Samsung A5 2016. Con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Con này thì gì nhỉ? Bên mình đang bán bạn giá là 1.550.000 các bạn nhé. Con A5 2016 này hôm nay mình vừa về con này. Máy zin nguyên bản luôn. 1.550.000 đồng các bạn nhé. Đấy, rất là rẻ. Màn hình con này là màn hình Sumo OLED nhá. Đấy, hình thành rất là đẹp. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2016 này các bạn hãy mình sớm nhất nhé. Đấy ạ. Bên mình thì về một chiếc các bạn nhé, bản công ty nhá, 2 sim nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, bên mình lại về được hai cây Samsung S8. Đấy, S8 thì hôm nay bên em lại về được hai cây này. Đấy, hai cây này này thì là bản Hàn, 2 sim 2 sóng này. S8 thì hôm nay bên mình lại về được hai cây. Đấy. S8 nhỏ nhá các bạn nhá, không phải S8 cộng, đây là người ta chỉ sửa tên thôi. Sửa tên là S8 cộng thì các bạn nhé. Con này S8 nhỏ. Đấy. Đấy. S8 nhỏ, con này là bản gì nhỉ? Hàn, 2 sim 2 sóng. Thì là hai cây này nhà mình thì làm màn hình của nó là màn hình là gì nhỉ? Màn hình con này là màn hình tràn viền 5,8 inch nhá. Màn hình là tràn viền 5,8 inch. Thì là độ phân giải màn hình của nó là QHD 2K cộng các bạn nhé. Đấy, camera cực kỳ là sắc nét. Đấy. Đấy, QHD. Đấy. 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 Con S8 này, S8 màu đen. Nhà mình nay về là một cây màu đen bóng các bạn nhé. Đấy, màu đen bóng này, rất là đẹp. Và một cây này là một cây màu xám các bạn nhé. Rất là đẹp này, S8 này. Đấy, S8 thì có hỗ trợ cổng tai xi, camera này. Đấy. Hai con này thì tất cả đều là màn hình đẹp, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Bọn Samsung S8 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.800.000 các bạn nhá. Hai con này bên mình đang bán các bạn với giá là 3.800.000 con S8 đấy. Máy đẹp lên keng xà beng luôn. Toàn 90/90%. Hôm trước có bạn đặt mua S8 bên mình thì bảo màn hình lúc nhận hàng thì bảo là màn hình là 5,8 inch. Sao nó nhỏ hơn con 5,5 của inch của em vậy? Thì mình có giải thích là màn hình tràn viền nó sẽ nhỏ hơn. Thì chỉ vì lý do nó nhỏ hơn mà không nhận máy thì mình cũng buồn cười thật các bạn ạ. Nhiều khi đi mua máy cũng không tìm hiểu trước, đâm là nó khó chỗ đấy lắm. Đấy. Đấy. Màn hình là tràn viền 5,8 inch nhá. Hàng tràn viền nó khác và hàng cả cái khung to bự này nó khác nhá. Đây. Đây, 5,5 to bình luôn đây. Cả cái khung này nó to bình này nó ra đây rồi. Nó rằng 5,5 ấy, màn tràn viền nó khác nhá. Đấy. Con S8 này thì bên mình đang bán với giá là 3.800.000 nhá. Máy đẹp lên keng xà beng nhá. 2 sim 2 sóng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này các bạn nhá, hàng mình là sớm nhất đấy. Màu đen và một con màu xám đấy các bạn nhá. Phiên bản là RAM gì nhỉ? Phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Nói chung là máy Hàn dùng rất ok. Mình bán rất là nhiều rồi. Đấy, đây là tỷ lệ bảo hành rất là ít các bạn nhá. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung Z8 2018 đấy ạ. Đấy, con này là hôm nay nhà mình vừa mới về được con Samsung Z8 2018 này. Z8 2018 này thì là phiên bản là RAM 3GB. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, Z8 2018 đấy ạ. Đấy. Con này thì là ngoại hình còn 90% đấy các bạn nhé. Con Z8 2018 này thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Z8 2018 là 2 triệu đồng đấy ạ. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, màn hình là 6 inch, hơn 6 inch đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z8 2018 đấy các bạn, như này mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng đấy ạ. Z8 2018 có vân tay này. 2 camera, 1 đèn flash này. Đấy, rất là ok nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung A30s nhé. A30s này thì là con này thì mình gì nhỉ? Đấy, A30s thì con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Pin con này thì là pin hơn 4000. Màn hình con này là màn hình là tràn viền. Đấy, 6,4 inch nhé. Màn hình là tràn viền 6,4 inch. Còn A30s này thì bên mình đang bán với giá là 2.500.000. Tình trạng thì vân tay con này thì nó nhá. Vân tay con này thì là nhận hơi kém nhá. Đấy, vân tay thì nó bị kém nhá. Vân tay con này giờ nói chung là tỷ bị lỗi là cái vân tay nhận nó kém nhá.
con A30s này vân tay nhận kém. Con này thì mình sẽ thanh lý gọi giá là 2.500.000 con A30s này nhá. Vân tay tình trạng của máy bị vân tay kém nhá. Bên mình đang bán cho bạn giá là 2.500.000. Đấy. Bạn nào thích mà có vân tay các bạn đi về thay các vân tay cũng được nhá. Nhưng mà bên mình không sửa chữa hay không làm gì. Mình bán thẳng cho các bạn luôn, cho các bạn thích làm gì làm. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A30s thì các bạn đem là sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.500.000 cho các bạn. Đây ạ. A8 2018 này. A8 hôm nay 2018 thì hôm nay nhà mình về được 3 cây các bạn nhé. Đấy. 3 cây. Đấy. Đây, đây. Hôm nay thì bên em lại về được 3 cây Samsung A8 2018 này. A8 2018 này thì mình sẽ nói sơ cua qua cho các bạn. Thì là của nó là phiên bản là RAM 4GB. Đấy, A8 2018 của nó là phiên bản là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Thì là ba cây này của mình đều là bản Hàn nhé. Ba cây này đều là bản Hàn này. Một SIM một sóng nhé. Mặc định của máy Hàn sẽ là một SIM các bạn nhé. Đấy, A8 2018 này. Đấy, thì là ngoại hình con này từ còn 90/90%. Nhà mình còn một chiếc màu xanh này, một chiếc màu gold này. Đấy, ngoại hình thì còn 90/90%. Còn A8 2018 này thì bên mình đang bán bạn giá 2.4 nhá. Đấy, 2.4 đấy. Đấy, con này thì mình sẽ bán bạn giá là 2.4 nhá. Đấy, hai con này là máy vỏ đẹp, 2.4. Con này thì là vỏ cũng có cũ phải theo thời gian này. Đấy, con này thì là vỏ hơi cần bún góc này. Đấy, theo thời gian. Còn A8 2018 này thì con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.900.000 nhé. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.900.000. Nói chung con A8 2018 này thứ nhất là nhỏ gọn và thứ hai là cầm rất là chắc tay, pin thì pin liền khối dùng rất là thích ạ. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.900.000 nhé. Con này thì là vỏ cần bún góc nhé. Đấy, có cần sâu bún góc thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.900.000 con A8 2018 đây ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 đấy, các bạn hàng sớm nhất nhá. Các bạn mua về chơi game, xem phim, nghe nhạc hoặc tặng ông bà, bố mẹ, người thân, hoặc là nghe làm một máy phụ nghe gọi rất ok. Con này là cầm nhọt gọn rất là sướng nhá. A8 2018 đấy. Con này là 2.4 và đây là 1.900.000 các bạn nhá. Đấy, rẻ hơn thì cũng có cho các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình cuối cùng nhà mình hôm nay thì mình về được con Note 5 này nhá. Đấy. Con Note 5 này. Đấy, Note 5 này thì tình trạng của nó thì là màn hình đẹp, không ám màu ấy, không lưu ảnh gì. Đây, Note 5 bên mình thì là màn hình đẹp, không ám màu ấy, không lưu ảnh gì. Ngoại hình tại con này thì còn độ 90% các bạn nhé, con Note 5 này. Hôm nay nhà mình về đòn một chiếc này. Con Note 5 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.900.000 nhé. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.900.000 con Note 5 này. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này, mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân, các bạn đi tham thì sớm nhất nhá. Đấy, Note 5 1.900.000 các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý các bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng sản phẩm nào vẫn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Bên mình thì chúc các bạn một đăng xem video clip của mình một cuộc ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm phúc. Và bên mình thì có lỗ được một tuần và bảo hành 6 tháng, thì các bạn yên tâm sử dụng nhá. Xin chào và hẹn lại clip vào tối lần sau các bạn nhá.